Các ông xấu xấu lắm, phải trắng nó mới toát được cái mặt đẹp lên được. Xin chào toàn thể các bác, hôm nay chúng em giới thiệu với các bác mẫu vang liền công suất của hãng Sautop model H500. Cái này là vang vang số hết, không có cơ. Vang này vang số hết, không có cơ. Quay vào mặt thì nó mới trắng cái mặt lên được. Toàn chưa trắng cả. Tư phản nó sáng, con đen gì này. Lồi cái sốt trắng nhiều vào. Đấy, thấy chưa? Mắt mình nhìn nó còn sáng lên hẳn lên. Không, nó đẹp hẳn lên này. Đây, Sautop đây, của ST đây. Rồi. Giới thiệu các bác là đây là một số các bác của Sautop. Người chính hãng của công ty luôn. Đây là anh đặt cổ. lùi cái tay lùi cái sốt thôi, đừng lùi cái kia. Ai bạn đẹp đấy nhá. Rồi. Chụp. Đây là bẻ cái nhỉ. Con này nó còn cái chân này. Rồi. Cái này là bằng số hết các bác. Bạn nó quay tròn, quay vô cực luôn. Quay vô cực như căng tay vô cực. Đấy, có điều khiển nữa, nhưng mà điều khiển trung học tính. Mô đen là điều khiển chức năng của đây mà các bác quay qua mặt sau nhé. Video sau thì em sẽ giới thiệu về chất lượng âm thanh của từng sản phẩm một. Đây, hàng chính hãng công ty, tem chiếu, tem mã vạch, nhận diện điện tử, quét mã vạch, quét trên internet luôn. Đây, em vừa quay thì cũng anh quay rồi. Con này hiện tại là có công suất là 500W một cây. Đấy, là có hai đường nữa là có cái cây cổng OPK giải mã cấp quang các bạn. Đây, sợ ông Nguyên Công. Đây là model ST H500. Sautop. Có 3 chiếc sử dụng DST, 7 tuần equalizer và tích hợp cả chống hú feedback ở đây. Ngoài ra có thêm lưng tiếng Exciter, lưng tiếng Exciter rất là tiện lợi cho các bác. Toàn bộ sản phẩm này thì chỉnh bằng số, chỉnh bằng phần mềm đều được. Sản phẩm nhập khẩu thì được có kích hoạt bảo hành bằng tem điện tử, bảo hành điện tử. Sau các bác nhé. Máy tính các bác sẽ dùng cái này đúng không? Cái này là chúng ta sẽ tem chính hãng, quét đường điện vào.